nay từ Nhật về, Ngọc Hạo mới cập đến Nóng Hổi, một bộ dàn nghe nhạc cực kỳ hay và cực kỳ hot hiện nay ở trên thị trường của thương hiệu Bow, được sản xuất hoàn toàn tại Mexico, sắp dành riêng cho thị trường Nhật. Nghe Ngọc Hạo từ Nhật về còn Nóng Hổi cho mọi người nhé. Hạo khui ra sơ sơ rồi. Bây giờ thì Hạo quay trực tiếp cho tất cả các bác anh xem luôn. Đợt này về cái bộ dàn này thật sự với mọi người là rất là đẹp luôn mọi người. Đó, về đợt này là cái bộ Bow 321 Series 3 đẹp tuyệt vời, không có tì vết, có kèm theo cái chân của nó luôn. Đó, nó về là có kèm theo chân nguyên bản của nó, chân gang nha mọi người. Và cái mức giá ngày hôm nay Ngọc Hạo gửi tới cho tất cả các bác các anh một cái mức giá sập sàng luôn để họ lấy ra nha mọi người. Trên này nó có chêm cái gì này, cái này là bảo Nhật hay sao mọi người. Đó, cái này là xuất dành riêng cho thị trường Nhật nha mọi người. Đây, cái cặp chân riêng, cái cặp chân này trên thị trường đang bán mức giá là 1.200.000 đồng một cặp chân thôi nha mọi người. Mà ngày hôm nay Ngọc Hạo về cả bộ có đầy đủ hết như vậy, mà Ngọc Hạo gửi tới cho tất cả các bác các anh một cái mức giá rất là rẻ luôn. Để Hạo để đây, Hạo bưng bên này ra trước nha. Đây, cái đĩa CD của nó này, Bow 321 Series 3 đó, đẹp xuất sắc luôn mọi người. Hạo lấy cái này là cái đầu CD này đó, mọi người thấy chưa, cái đầu CD thấy sơ sơ thôi là cũng đẹp hết rồi mọi người. Để ra mọi người nha, Hạo bóc sơ sơ ra rồi đó. Đây, với mức giá sập sàng rẻ chưa từng có luôn mọi người, và Hạo về cũng chỉ có một bộ này thôi đó, kèm theo cái chân dung nhỏ dưới này là cái phần súc này đó, mọi người thấy đẹp chưa, rất là đẹp luôn. Hạo lấy ra hết luôn mọi người ha. Đây, cái remote của nó đây mọi người này, đầy đủ hết á. Đây, nó có thèm theo dây đầy đủ, dây là dây rim của hãng Bow như vậy luôn á mọi người. Nên cái bộ này tất cả các bác các anh về mua về mọi người chỉ việc nghe thôi, chứ không có sẵn bất cứ một cái gì hết á. Đó, mọi người thấy chưa, đợt trước Hạo bán một cái bộ mà nó không đẹp bằng cái này, Hạo bán với mức giá cũng 9.900.000 đồng mà được không có chân nha mọi người. Đợt này có chân gang, chân rim của nó kèm theo như vậy, mà Ngọc Hạo gửi tới cho tất cả các bác các anh với mức giá rất là rẻ luôn. Đó, bây giờ thì Hạo sẽ bưng lên set up trên cái hệ thống, giống như là hãng Bow người ta khuyến cáo set up như vậy, rồi Hạo sẽ test nhạc trực tiếp từ CD này, TAC nghe nhạc từ trên YouTube xuống tại nhà lắp lét chất lượng cao trực tiếp cho mọi người xem luôn. Thật sự mọi người ở trên thị trường mà chúng ta kiếm một cái dàn như vậy, vừa nghe nhạc từ CD vừa DAC rồi chất lượng cao hay như vậy không có nha mọi người. Chỉ có Bow 321 Series 3 mới làm được cái điều đó thôi. Cái chất lượng của nó ngang với những cái dàn mà mấy chục triệu á. Khi nó ra mắt nó cũng cái lúc mà nó ra mắt nó mới nó cũng mấy chục triệu mọi người. Giờ thì với mức giá chỉ có 9.500.000 đồng cho cái hệ thống này thôi. Bây giờ thì Hạo sẽ quay bưng setup ra cho mọi người thấy và quay cận cảnh cho tất cả các bác các anh thấy từng cái góc cạnh của cái bộ này tuyệt đẹp luôn mọi người. Đây, mọi người thấy là Ngọc Hạo đã bưng ra và Ngọc Hạo đã set up lên trên cái hệ thống tivi và bàn tivi của nhà Ngọc Hạo rồi. Thì về tất cả các bác các anh mọi người cũng bố trí theo y như vậy, bởi vì đây là một cái kiểu mà thiết kế, một cái kiểu mà set up hãng Bow người ta khuyến cáo những khách hàng của mình về set up theo cái kiểu như vậy, để chúng ta vừa có thể nghe nhạc và vừa có thể biến cái hệ thống này trở thành một cái rạp chiếu phim để chúng ta xem trong nhà, rất là thú vị và rất là hay luôn mọi người. Cái súp thì Hạo để ra đây để Hạo quay cận cảnh từng cái góc để cho tất cả các bác anh xem là nó không hề có một vết xước nhỏ nào luôn. Còn khi mà về nhà thì mọi người có thể để ở bên góc và cái bàn tivi á, đó cái tủ á, để cho nó gọn gàng mọi người ha. Và mọi người thấy này, và Hạo sẽ test trực tiếp đĩa nhạc CD, test trực tiếp nhạc từ trên YouTube xuống và test trực tiếp cả cái cổng USB cắm nhạc từ trên TV xuống, nhạc lóc lét chất lượng cao mọi người có thể nghe từ trên TV xuống lên luôn nha mọi người. Đó, thì đây bây giờ thì Hạo sẽ quay cận cảnh cho mọi người xem này. Mọi người thấy này, nói chung là nó đẹp, chỉ có thiếu thùng xốp thôi mọi người. Thật sự là nó không hề có một vết xước nhỏ xíu nào luôn. Cái chân mọi người thấy này, cái chân của nó là được làm bằng cái chân là chân đúc là gang luôn, rất là chắc chắn. Thường thường trên thị trường sẽ có là chân kính với lại là chân gang này, nhưng mà những khách hàng của Ngọc Hạo thì người ta sẽ thích cái chân gang này hơn, bởi vì nó rất là chắc chắn. Ví dụ mọi người để sơ ý, mọi người rớt xuống đất nó cũng không có bị bể đó. Và cái màu của nó sẽ tông xuyệt tông với cái màu của cái trap nữa. Còn cái chân kính thì đôi lúc mình để mình rớt xuống á, thì cũng nó cũng có khả năng nó bể rất là cao mọi người, tại vì khách của Ngọc Hạo cũng đã bị bể rồi
đó mọi người thấy này, về trong tình trạng rất là đẹp, với có chân đế kèm theo đầy đủ hết luôn, mà với mức giá chỉ có 9.500.000 đồng thì thật sự mọi người quá rẻ luôn. Mọi người thấy này, đó Ngọc Hạo chưa có lau bụi hết á đó, mà nó đẹp mà không hề có một cái vết xước dù nhỏ nhất luôn á mọi người, đẹp tới cỡ vậy đúng không? Đó, chỉ có 9.500.000 đồng, giá rất là tốt luôn, tại vì họ nhập vô cái giá ok, thì Ngọc Hạo gửi tới cho tất cả mọi người cái giá ok để quay cái trap bên này cho mọi người xem. Sau đó thì tới cái đĩa CD đó, mọi người thấy nè, cái màu trên này nó có trong trắng nhẹ nhẹ xí là cái bụi đó chính á, Hạo lau chưa hết á, đây rất là đẹp luôn mọi người nha, trước sau chị cũng đều đẹp hết á. Đó rồi mọi người, để qua bên này cái chân gan hết mọi người nha. Đó rồi bên này cái đĩa CD, cái này là cái bộ của Ngọc Hạo là từ Nhật về, nên cái remote của nó là tiếng Nhật nha mọi người. Đó, chút xíu Hạo sẽ điều khiển cho mọi người thấy, và khi Hạo về thì trong đó nó có một cái đĩa CD của cái thương hiệu Bow này đó, Bow 321 series 2, để mình bỏ vô mình điều chỉnh này kia, series 3 này mình bỏ vô mình điều chỉnh này kia, người ta hướng dẫn mình set up á, có đầy đủ hết như vậy. Đó rồi cái đầu CD, đợt trước Hạo về á, không có cái chân đế, mà cái ngoại hình thật sự với mọi người là chắc chắn là không đẹp bằng cái bộ đợt này rồi. Với mức giá Hạo gửi tới cho tất cả các bác các anh 9.900.000 đồng, bác và anh nào mua đợt trước thì mọi người biết, và đợt này cái giá mà có chân luôn mà chỉ có 9.500.000 đồng, thì với một cái tình trạng mà đẹp mà xuất sắc không tì vết như vậy thì thật sự với mọi người là quá rẻ luôn, đẹp thiếu thùng xốp luôn mọi người. Đây đằng sau nó sẽ có cái cổng optical in này để mọi người kết nối, mọi người nghe nhạc trên YouTube rồi nhạc lóc lét chất lượng cao từ ổ cứng từ trên TV xuống, là cái dây, là cái hệ thống của nó là có dây đầy đủ ring nguyên bản của hãng luôn mọi người. Đây trên cái đầu CD này, mọi người thấy cái đầu CD chưa, cái đầu CD không hề có một vết nào luôn, quá đẹp luôn mọi người. Đó rất là đẹp luôn mọi người ha. Đây Hạo giới thiệu cho mọi người xem, dưới này là Bow 321 series 3 nha mọi người. Đó, dưới này mọi người thấy chưa, cái này nó như mới luôn mọi người nè, rất là đẹp luôn, mặt trên mặt dưới gì cũng đều đẹp hết á. Rồi bây giờ Hạo quay cái thùng súp cho mọi người xem, sau đó thì Hạo sẽ test nhạc trực tiếp luôn cái thùng súp này. Đó mọi người thấy chưa, rất là đẹp luôn mọi người ha, hiếm lắm mà về được một bộ mà tuyệt đẹp như vậy luôn á. Đó, không hề có một tì vết gì luôn á mọi người. Đó, thật sự là Hạo bán mà bán cái bộ này, Hạo bán rất là nhiều series 2, series 3, series trơn, mà về được một cái bộ mà thật sự là mình bán nhiều vậy rồi mà mình nhìn vô mình cũng mê nữa, chứ đừng nói là những cái audio file. Đó mọi người thấy chưa, đằng sau này Bow 321 series 3 được sản xuất tại nhà máy của hãng ở Mexico, xuất dành riêng cho thị trường Nhật, và cái dây của nó là dây ring, nên trên này nó có cái chữ Bow trên này luôn mọi người nha. Đó, tất cả các bác anh mọi người mua cái hệ thống này về, mọi người chỉ việc cắm vào và thưởng thức nhạc thôi, ngoài ra chúng ta không cần sắm bất cứ một cái gì hết nữa, bởi vì hãng Bow người ta đã trang bị đầy đủ cho chúng ta rồi. Đó, Hạo để cái đĩa CD vô, Hạo test trực tiếp cho mọi người xem luôn. Đó, bây giờ Hạo bấm bài nha, tại vì trong này nó có về đường cũ nên thơ, cho tôi gặp người
xưa ước mơ hay chỉ là giấc mơ thôi? Nghe tình đang chết trong tôi, cho lòng tiếc nuối xót thương suốt đời. Nhắm mắt ôi sao được, đọc bài rất là nhanh luôn, bấm qua cái là hát liền. Từ trên YouTube xuống luôn. Cái bộ bow 321 series 3 này nó sẽ có người ta nâng cấp lên từ cái series 2, nó sẽ có cái cộng mà HDMI nhận nha mọi người. Cái series 2 thì nó không có. Bây giờ thì Ngọc Hạ sẽ test nhạc. Khi mà mọi người muốn nghe nhạc từ trên YouTube xuống thì mọi người bấm vào chữ TV này. Đó, nó hiện tự TV ở trên đó thì chúng ta nghe. USB nhạc lossless chất lượng cao đằng sau Smart TV ấy. Và đây Thảo cắm vô rồi đây, mọi người vô đây này, cái giao diện này này thì Thảo cắm vô đó, nó sẽ có Mộc Sang, Toàn Nguyễn, Ngân Thùy đầy đủ hết chất, Ngọc Diệu này kia, Bạch Yến này. Đây, bây giờ Thảo thử cho mọi người xem nha. Khi mà chúng ta nghe nhạc từ USB cơn mộng áo xa xôi thơ ngây
nào em quên được phút trong tay mưa bay giạt rào đến muôn đời sau. Khi mà mọi người cắm trực tiếp UFD nhạc chất lượng cao mọi người nghe thì chất lượng nó sẽ hay hơn khi mà mọi người nghe ở trên YouTube nha mọi người. Đó, và rất là hay luôn. Thì bác và anh nào mà mọi người lấy thì mọi người nhanh tay liên hệ trực tiếp cho Ngọc Hảo qua số điện thoại ở góc màn hình nha. Đó, với mức giá chỉ có 9.500.000 đồng, thật sự với mọi người là giá chưa từng có luôn. Nên mọi người lấy Thảo về cũng có một bộ duy nhất trong lô hàng này. Thảo có thêm một bộ series 2 nữa, nhưng mà chưa khui thùng, ngoại hình thì cũng đẹp. Thảo qua sơ sơ rồi đó, ngoại hình cũng đẹp hết đó. Thì cái series 2 thì 8.500.000, còn series 2 thì không có chân nha mọi người. Còn cái này thì 9.500.000 đồng, tại vì Thảo nhập vô cái giá có chân cũng tốt, nên Thảo gửi tới cho tất cả mọi người cái giá tốt nha mọi người, chứ mọi người đừng có so sánh series 2 với series 3. Rồi bây giờ thì bác và anh nào mà có nhạc lóc lét chất lượng cao, thì mọi người muốn có nhu cầu mà nghe nhạc lóc lét chất lượng cao, thì mọi người cũng liên hệ Ngọc Hảo luôn. Ngọc Hảo có 64GB UFB là 600.000, 128GB 800, còn ổ cứng Hảo có 500GB là 1.500.000 và 1T là 2.000.000. Thì mọi người có nhu cầu về nhạc chất lượng cao để chúng ta nghe cải thiện hệ thống âm thanh thì mọi người cũng liên hệ Ngọc Hảo luôn mọi người nha. Đó, với mức giá chỉ có 9.500.000 đồng mà thôi, đẹp xuất sắc và có một bộ duy nhất thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác anh ở những video tiếp theo của Ngọc Hảo.